Xin chào tất cả các bạn đang xem tiếp video của đang ngày hôm nay. Và ngày hôm nay chúng ta lại quay trở lại với chuỗi video học tiếng Anh, làm thế nào để chúng ta có thể nói tiếng Anh giống như một người Mỹ, theo bộ phiên âm của Mỹ AHD. Và chúng ta sẽ hoàn thành tiếp tất cả những câm short trong bộ âm AHD. Nhưng chúng ta được biết là chúng ta đã được học gì ạ? Chúng ta đã được học hai câm short của ngày hôm trước rồi. Đó là short A, chúng ta đọc chữ E và há miệng lớn. Và tiếp theo chúng ta đọc câm short I và chúng ta đọc giống chữ E trong tiếng Việt, đúng không ạ? Thì các bạn nhớ là gì ạ? Các bạn hãy giúp tôi là chúng ta hãy hoàn thành cái bài tập đó. Ngày nào tôi cũng sẽ nói nhắc cho các bạn biết là chúng ta cần phải hoàn thành bài tập. Bởi vì chỉ có khi chúng ta hoàn bài tập thì chúng ta bắt đầu gì ạ? Chúng ta mới thể nhớ và hiểu được những cái gì mà tôi chia sẻ. Và các bạn hãy cứ tin tôi, khi mà các bạn làm cái bài tập đó thì chỉ trong một thời gian rất là ngắn thôi, nỗ lực của các bạn sẽ đạt được cái kết quả rất là tuyệt vời mà các bạn không thể nào biết được đâu. Và chỉ những người nào chúng ta làm thực sự và chúng ta mong muốn thay đổi được cái tương lai của mình, mong muốn có một cái cuộc sống tốt hơn với thu nhập tốt hơn, kết nối được rất nhiều những cái bạn bè trên quốc tế và tự mình đi đến bất kỳ nơi nào mà mình muốn, thì các bạn sẽ nhận được cái điều tuyệt vời như vậy. Ok, và quay trở lại với video ngày hôm nay thì các bạn sẽ thấy là gì ạ? Chúng ta sẽ học tiếp cái âm số 3 trong số âm short AHD, trong 44 âm AHD. Đó là gì ạ? Đó là âm short I. Như các bạn và các anh chị ta thấy là gì ạ? Âm short I này thì chúng ta ký hiệu là cái chữ I và dấu móc vào trên đầu. Và chúng ta đọc là IE, giống như IE trong tiếng Việt đọc luôn, liền luôn nhá. IE, IE, được chưa? Rồi, thế thì bây giờ chúng ta hãy cùng nhau luyện tập này. Ví dụ trên này chúng ta đọc là IT, IT, đúng không nào? Đó. Chúng ta không đọc cái chữ này là chữ it. Rất là nhiều bạn đọc là chữ it. Thì các anh chị và các bạn chúng ta nhìn này, cái cặp này nhá, nếu như chúng ta đọc là it á, đúng không ạ, thì chúng ta đã bị đọc sang cái động từ ăn này rồi, được chưa nào? Chúng ta phải phân biệt được là âm long i và cái âm short i nó như thế nào, được chưa nhỉ? Nhớ nhá. Và gì? Cái âm long a, long i này thì chúng ta mới đọc là ie. À sorry, long i này thì chúng ta mới đọc là âm i, được chưa? Và âm short i thì chúng ta phải đọc là IE, nhớ cái điều đó, được chưa? Và cái chữ này chúng ta đọc là it, còn cái chữ này chúng ta đọc là it, it, đúng không nào? IE nhá, trong tiếng Việt rất là rõ ràng như thế, đúng không? Hai cái chữ này nó khác nhau thì phải đọc khác nhau, được chưa? Rồi, chữ này nữa này, bây giờ nhiều bạn đọc cái chữ này là gì? Thì đọc là fit, đúng không ạ? Không phải là fit mà đọc là short IE, thì các bạn đánh vần IE tờ it là đọc là fit, fit, được chưa? Nào, hai chữ này nữa này các bạn đọc là kiss, chứ không đọc là kiss. Như bạn đọc là kiss á, nó bị sai, nó bị chạy âm, mà mình đọc là kiss, kiss. Rồi, very good. Tiếp theo, cái chữ này nữa nào, chúng ta sẽ đọc với nhau là hit, hit, yeah, yeah, the hit, hit. Rất là chính xác, giống như hệt cách mà chúng ta gieo vần trong tiếng Việt vậy, đúng không ạ? Và chúng ta hình dung này, chúng ta sẽ có những cái cặp phân biệt mà lúc này đang có nói cái cặp này, thì chúng ta đọc là e, long e, đọc là it. Cái này short I đọc là IE, chúng ta đọc là it nhá. Và cái âm tiếp theo, cái cặp tiếp theo chúng ta phân biệt này là hit, long I, hit. Và đây đọc là hit, đúng không? Và tiếp theo nào, cái cặp này cũng thế, chúng ta đọc là fit, short I, IE, the it, fit. Và long I đọc là fit, đúng không nhỉ? Rồi, bây giờ chúng ta hãy đọc lại lần nữa những cái từ ở trên bảng đấy nha các bạn nhá. Nào, chúng ta cùng nhau đọc, chúng ta hãy đọc để chúng ta có luyện tập luôn trong quá trình chúng ta đọc. It, it, đúng không? Fit, kiss, hit. Ok, nào chúng ta đọc các cái cặp nào. Ví dụ như này, it là long i, it, đúng rồi, các bạn cứ đọc to lên, it và it, hit và hit, fit and feet. Rất là tuyệt vời đó. Thì các bạn nhớ là gì ạ? Chúng ta hãy luyện tập nó thường xuyên, hãy đọc nó thường xuyên và để cho cái giọng của chúng ta nó chuẩn giống như một cái giọng Mỹ vậy, được chưa? Các bạn hãy cứ luyện tập càng nhiều càng tốt, thì cái phương pháp này đã giúp cho các bạn học tiếng Anh rất là nhanh. Và tôi rất là hy vọng cùng với đội ngũ của FiPro có thể phổ cập chương trình tiếng Anh này cho rất là nhiều các bạn khác nữa, đặc biệt là những cái bạn mà đang khát khao học tiếng Anh. Và nếu như các bạn thấy rằng cái video này hay và dễ học thì các bạn có thể vui lòng chia sẻ cái video này cho nhiều người hơn nữa có thể biết được cái kiến thức này để họ học được sớm hơn và họ có một cuộc sống tốt hơn nữa. Và cảm ơn tất cả các bạn đang xem cái video này, và chúc tất cả các bạn chúng ta học một ngày một tiến bộ hơn. Xin chào và hẹn gặp lại.